từ lúc mà bắt đầu để ý đến nhau cho đến khi có nụ hôn đầu tiên là khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu? Nhanh lắm. Đây gọi là nhanh như chớp. Bay luôn. Wow. Thực ra thì đến lúc đấy là không lét nữa. Còn là mình cũng thích rồi thì thế là lúc mà thơm mình Thơm thì không tính nữa. Thơm sau đấy là đến giai đoạn khác luôn. Ừ, ok, thơm xong rồi. Rồi sao? Chuyện đấy của em nó biến động mình cũng không lường trước được. À, về nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động trước? Nếu mà tính về hôn hôn theo kiểu gì ạ? Hôn kiểu gì? Hôn 18 cộng. Say đám ấy. Nếu mà để tính về hôn say đám thì bọn em nó thuộc về cái giai đoạn sau đã làm chuyện đấy và về sau luôn. Hay quá. Lúc đấy mới bắt đầu hôn say đám. Thì lúc đấy 18-19 tuổi là hợp pháp thôi. Hợp pháp rồi, đúng rồi. Hợp pháp đầu tiên là của các em thì diễn ra như thế nào và ở đâu? Buổi đầu tiên của em nó cũng hơi gọi là nhạy cảm một chút. Bọn em ở trên núi mà. Em của em đi tắm sông tắm suối. Rồi. Cùng cả một hội bạn. Rồi. Ở trên đại học. Em bơi thì hôm đấy là vợ em có cảm lạnh một chút. Ừ. Mình thì là mình với tâm lý là một người gọi là bạn thân. Ừ. Nam giới. Ừ. Mình phải thể hiện cái sự đàn ông mạnh mẽ rồi. Em tình nguyện em vào nằm chung riêng một bàn với bạn. Ui. À, mà trong cái tình trạng mà cơ thể nó sụn hạ thân nhiệt như thế thì mình không thể nào mình chỉ gọi là vỗ về mà người nói được. Đúng rồi. Hành động. Hành động. Em trao cái bản thân của em để chia sẻ cái thân nhiệt để giúp em cân bằng lại thân nhiệt của hai bên. Thế thì không, thực sự bọn em chỉ kèm nách kèm ngủ thôi để cho người ấm áp lại thôi. Ừ. Nói chuyện vậy là đến tầm giữa đêm thì nói chung là mọi người cả nhà cũng ngủ hết rồi. À. Lúc đấy thì lại cái gì đấy thì nó cũng phải đến. À. Thế thì lúc đấy hai bạn Linh có chịu tỏ tình với Minh chưa hay là vẫn cứ chỉ hành động thôi không nói gì? Chỉ cần cảm nhận thôi. Đầu nói chung là một thời gian sau khoảng tầm cũng không đến kiểu lâu quá đâu, cũng chỉ kiểu tầm tuần sau thôi. Ừ. Thì em mới chủ động, nhưng mà em chủ động xong thấy bị động. Là cái lúc đấy nằm cạnh nhau đi thì đó mới là cái hôm cuối cùng thì em cũng biết là bạn ấy muốn rất là muốn hỏi em, nhưng mà bạn ấy lại kiểu quá là nhút nhát đi. Em kiểu ý bây giờ có cái gì muốn nói thì nói hết ra đi, nhưng mà bạn ấy lại rất là nhút nhát. Thì bạn ấy lại hỏi là chúng mình chính thức nhé. Thì em lại bảo chính thức là chính thức cái gì? Chính thức cái gì bây giờ phải nói rõ ràng ra thì người ta còn hiểu. Vì thế bạn mới dám là nói là tỏ tình là để làm người yêu. Đấy là sau khi đã ấy đúng không? À, một tuần sau khi ấy thì mới bắt đầu ngồi nói chuyện là bây giờ bạn muốn thế nào đúng không? Wow, sau bao nhiêu lâu yêu nhau rồi thì mới bắt đầu quyết định bước vào việc cưới nhau về. Bọn em là gần 10 đến 11 tháng. 10 đến 11 tháng là yêu nhau được khoảng gần 11 tháng. Rồi bạn đã quyết định cưới đúng không? Thế thì duyên gì đã để hai bạn quyết định là mình đã đến giây phút mà mình có thể đến chung với nhau và sống chung với nhau như một gia đình? Thật sự thì lúc đấy thì cũng nói thật là hơi bồng bột một tí á. Quyết định là có baby. À. Rồi là để cho ra hai gia đình chấp nhận đấy. Nhưng mà sao lại máu cưới thế? Yêu nhau quá không chịu được à? Để mà nói thì trong nhiều người thấy là bọn em yêu nhau cũng gian ngắn thôi. Cũng 11 tháng nhờ. Đối với bọn em thì trong 11 tháng đấy còn xảy ra rất nhiều chuyện. Cả xung quanh bạn bè em, mọi người đều biết là trong em có những cái biến động. Để mà nói thì kể em, ở đây em đầu dòng ra một vài chuyện có ảnh hưởng lớn nhất trong cái khoảng thời gian 11 tháng yêu nhau được không? Khi mà em yêu chồng em á, thì trước đấy em có một cái mối tình trước, nghĩa là mới chấm dứt thôi thì em đến với Minh luôn. Thì có nghĩa là bạn bè không đồng ý đâu, bạn bè cũng như là bảo Minh là thôi đừng có yêu, rồi có nghĩa là mày chỉ thay thế thôi này. Em muốn kiểu gọi là chứng minh tất cả mọi người thấy em cũng là Minh, không phải người thay thế, và thực sự là kiểu nó rất là đồng cảm ấy. À, vậy thì em bị một người đánh giá là em chỉ yêu ông Minh này chỉ là tạm thời để cho nó đỡ buồn đúng không? Em đã làm gì để chứng minh cho một người là chuyện không phải như thế? Thì bọn em cứ
cứ yêu nhau thôi. Và được cái là hai vợ chồng em thì đấy rất là đồng điệu với tâm hồn. Thật sự thì em nghĩ là chị tình cảm cũng không cần chứng minh cho ai gì cả. À đấy, chính xác. Chính xác. Wow. Quan trọng là đôi bên, đối phương của mình và mình cảm nhận thế nào về trong mối tình của mình. Còn ra đường bây giờ đâu có ai thì có thể biết được là trong chuyện nhà cửa của người ta có gì không? Vậy thì để CJ có thể hiểu sâu hơn một chút và để khán giả không bị băn khoăn và hiểu tốt nhất có thể, tức là hai bạn cố tình có em bé để cưới nhau về hay là vô tình có em bé thì mới phải cưới nhau về? Thật ra cũng vừa cố tình vừa vô tình. À, tức là thả. Bọn em đã thả nhưng không thành công. Nhưng đến lúc bọn em lại không định thả nữa thì lại được. À, thì con rơi lại bắt đầu. Thế lúc phát hiện ra là em bé đã được mấy tháng rồi, được 6 tuần. Vậy thì sau khi hai bạn đều biết là có tinh rồi, ok, có baby rồi, fine, thì bước tiếp theo là gì, nói với bố mẹ hay là như thế nào, các bạn đã làm gì? Đấy lại là câu chuyện của anh. Ok, fine, rất tuyệt vời. Trên chương này mình có thời gian kể cho mọi người nghe xem nào. Chắc chắn là sẽ làm nhiều chuyện này. Từ lúc bọn em biết có con đến lúc bọn em cưới được nhau thì nó cũng là khoảng thời gian ngắn nhưng nó lại rất là nhiều chuyện xảy ra. Bọn em cũng phải đấu tranh rất là nhiều. Ok, ví dụ như gia đình em thì bình thường thôi, khó nhất là ở bên nhà vợ em. Nhà em thì nó khắc nghiệt hơn rất là nhiều ấy. Bố em mắng em rất là kinh khủng luôn ấy. Sau đó thì bảo em là cô trẻ quá, cô buồn lâu, đi bỏ đi. Cô ấy ông buồn, lúc ấy khóc, đấu tranh với bố em đang ở xa nữa, bố em đang đi công tác. Hai đứa con nói qua nói lại trên điện thoại khóc nguyên một cái tuần đấy. Rồi đến khi hôm mà ăn hỏi là một người em quyết bố em là có nghĩa là bố em không đồng ý luôn, thì ở nhà hai mẹ con ok quyết thôi. Mẹ em thì ủng hộ em, mẹ em thì rất là thương con gái mà nghĩ được nhất là tội ấy. Vậy là sau bao lâu thì em mới hoàn toàn thuyết phục được bố? Em nghĩ là trong khoảng phải 6-7 tháng. Wow. Bố em mới chấp nhận được đúng không? Chấp nhận được cái chuyện đấy. À, vậy thì chị rất là muốn biết về quá trình mang thai của em. Em đã gặp khó khăn gì và em đã xử lý như thế nào? Thì cái việc mà em, nếu mà xét về phía người chồng ấy, thì em thấy cái khó khăn lớn nhất khi mà vợ mang thai đấy là mình phải cân đối những công việc để thời gian cho vợ. Thì cái thời gian khi mà mang bầu thì phụ nữ nó rất nhiều áp lực, đau lưng này, xong rồi những cái thai nghén những kiểu làm cơ thể rất khó chịu. Mà đấy là những cái thời gian khi mà mới cưới nữa, rất là cần chồng bên cạnh. Nếu mà mình đi làm cả ngày chuẩn tét anh ạ. Ôi, mình gặp một người rất là trẻ như thế này mà hiểu rất là sâu về tâm lý của phụ nữ, ơi nhất là một người gọi là 18-19 tuổi mà đã hiểu rất là sâu sắc người phụ nữ đang mang bầu cần những gì. Chính tỏ là dù là tuổi của em nó rất là trẻ nhưng mà cái suy nghĩ của em nó tương đối với một người rất là lớn. Anh sẽ làm ngưỡng mộ cái điều đó. Thực sự làm em nhớ đến một câu đấy là có những người đàn ông đến khi, cho đến khi mà họ nằm xuống thì họ vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vẫn chỉ là một cậu nhóc trong thân xác của một ông già thôi. Có những người mà sinh ra đã là đàn ông đích thực rồi. Có những cậu bé trai mà 2-3 tuổi thôi là đã bảo vệ mẹ, cầm tay mẹ, đưa mẹ sang đường rồi. Thì em tin rằng Minh là một trong số những cậu bé trưởng thành sớm. Wow. Hay là mình nói theo ngôn ngữ em hay nói là một linh hồn trưởng thành. Trước khi đến cái cuộc đời này thì bạn thì đã là một người đàn ông chân chính rồi. Đây là một buổi casting với Bảo Nguyên Hò ha, thì có gì để coi nghe được cái cách mà chị thể hiện trên sân khấu như thế nào. Bây giờ mọi thứ là mình sẽ tự chủ động chia sẻ hết hả chị ha. Chị giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình với. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em sinh ngày 5/1/1998. Em quê em ở Hậu Giang, đang làm việc làm chuyên viên marketing bệnh viện. Chuyên viên marketing hả bạn? Dạ. Bệnh viện nào ạ? Bệnh viện quốc tế Phương Châu ở Sóc Trăng ạ. Chi nhánh ở Sóc Trăng rồi. Hiện tại là chị đang làm việc ở Sóc Trăng luôn đúng không? Dạ. Mình có tài lẻ nào không bạn? Tài lẻ hả? Em chỉ biết làm đồ handmade thôi. Làm đồ handmade.
Mình có hát ca gì được không? Hả? Em hát dở. Hát dở hả? Rồi ok. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em là em có mục tiêu rõ ràng, em biết em làm cái gì tiếp theo, rồi em chăm chỉ, nếu của em thì em hay quên. Còn điểm yếu của mình là gì? Nấu ăn cũng không ngon. Alo alo, có nghe rõ không ạ? Tại nãy mẹ mới lắc, nãy nói điểm yếu mình là gì á? Dạ, điểm yếu của em là em hay quên. Hay quên rồi còn gì nữa không? Nấu ăn ngon không? Không, nhưng mà em biết nấu. Nấu ăn không ngon rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một mối tình nhưng mà kéo dài. Ê, ý em bật cái em ngồi gần cái camera xuống được không, tại vì nó bị chữ chữ có chữ không á. Do hay là do cái mạng á ta. Vậy để em bật 4G thử. Tín hiệu mạng của em nó bị chập chờn lắm, lúc nói được lúc nói không được á. Dạ anh chị có nghe rõ không ạ? Rồi nghe rõ rồi đấy nha. Em nói chuyện này nhé. Trải qua một mối tình rồi sao nữa nè? Dạ cũng không có lâu lắm, chỉ có một tháng thôi. Nó gọi là mối tình chưa? Dạ cũng quen. Quen được một tháng đúng không? Rồi còn sau mối tình một tháng em còn quen ai nữa không? Không. Lý do gì trời, thấy cũng ok mà. Lý do tại sao không quen? Làm việc của em á là em học đại học thì em học ngành cũng toàn nữ không, mà em cũng không có đi đâu chơi á, em ít đi ra ngoài lắm. Rồi khi mà em làm việc cũng môi trường của em cũng nữ nữa nên là cũng khó kiếm được mối quan hệ khác. Toàn nữ không ha. Rồi ý là cho chị biết về bạn ấy, cái bạn mà mối tình một tháng của em á, là bạn thời học sinh hay là trong ở đâu em quen ở đâu? Dạ, em lúc đó là em đang là năm 2 nhưng mà yêu xa á chị, là tại vì lúc đó là em ở Cần Thơ còn anh đó đem cho ảnh kiếm người khác gần hơn để chăm sóc ảnh, còn em thì ở Cần Thơ. Rồi biết nhau là qua bạn. Biết nhau qua bạn thôi hả? Rồi mình có nắm tay rồi hôn gì chưa? Có nắm tay mà chưa có hôn. Trời đất ơi, chị yêu xa mà chị. Có nắm tay chưa hôn, là chưa bao giờ hôn bạn nam nào hết. Đúng rồi. Ok, chị bây giờ đến với chương trình nè. Em mong muốn bạn trai một mẫu bạn trai mình như thế nào? Em có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp ổn định của em là như thế nào? Ví dụ cho chị một cái mức lương được không? Nói chung là nó có thể có tiền chăm sóc cho ba mẹ, cũng có thể đưa em đi ăn, đưa em đi chơi rồi là được rồi. Đi ăn, đi chơi. Mà em ăn chơi, ý là tại tùy cái mức độ người ta ăn chơi. Ví dụ như là em đòi đi Cần Giờ hay là muốn đi resort 5 sao. Ý là cái mức lương em mong muốn là như thế nào? 10 triệu hay 15 triệu để mà đủ? 5 triệu đi. 5 triệu hả? Dạ. 5 triệu. 15 triệu. 15 triệu, rồi ok. Rồi, quê quán nè, em mong muốn bạn trai quê quán ở đâu nè? Cần Thơ hoặc là Sóc Trăng. Tuổi tác? Dạ,
hơn tuổi em, nhưng mà được sinh năm 1994. Kỳ thị hả? Sao vậy em? Sao vậy? Không hợp phong thủy đúng không? Em mạng thủy, kỳ 94 mạng quả đúng không? Rồi bà mê tính của bà ơi. Em không mê tính lắm nhưng mà gia đình em mê tính. À, vậy hả? Bây giờ nè, em cho chị cái con số nhất định, ví dụ như bằng tuổi em hoặc là nhỏ hơn em, cho đến ví dụ như là từ 21 tuổi cho đến 30 tuổi chẳng hạn, em mong muốn cỡ khoảng bao nhiêu đó chị biết chị kiếm? Dạ, trên 26 tuổi, đừng nhỏ hơn em. Trên 26 tuổi, rồi. Rồi một ngoại hình như thế nào? Thì em mong muốn một cao. Cao dạ. Trên 1m7. Em cao mét nhiêu mà em đòi dữ vậy? Em cao 1m5 lâu. Trời ơi gì vậy bà? Thì ạ. Thì chị. Ủa, thì 55 cái 1m63 là được rồi. Em muốn 1m7 thì em muốn con của em sinh nó cũng cao, nó không lùn như em. Thì cho nó uống sữa. Rồi thân hình body 6 múi hoặc là bụng mỡ, mặt mập tròn tròn. Đừng có ốm là được, em không thích ốm. Không thích ốm. Mập được không? Dạ. Mập được không? Dạ, cũng được. 98kg được đúng không? Đừng mập. Đó rồi hỏi nữa. Rồi ok. Còn mong muốn gì ở bạn trai nữa không nè? Em cũng biết. Đã ví dụ như bạn bạn không được rồi ok. Đây là một buổi casting ha, thì có gì là sẽ nếu em được chọn vô vòng trong thì em sẽ được một bạn biên tập làm việc với em sâu hơn về vấn đề này ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều.